Hi, hello mọi người nha. Hôm nay Nam ăn phở nha mọi người nha. Nhà Nam không có nấu cơm. Không có nấu cơm cho nên là ăn phở gói. Đây. Phở gói đây. Đây nha mọi người, phở gói đây nha. Nam ăn phở này. Nè, Nam đang trong trong hộp đó nó chỉ có như đây thôi, với gói gia vị. Ăn cái gì nữa thì bỏ vô thêm. Bây giờ có chuyện gì Nam sẽ qua cho mọi người xem.